Alo, 1, 2, 3, 4, alo, ok. Thì đây là video thứ tư rồi. Thì như những video trước, thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gọi là tận dụng các tài nguyên ở video trước ấy, để tạo ra cái game nối từ. Thì quay trở lại cái hàm main của mình, thì mình sẽ comment là trước. Và ở đây mình sẽ vẫn và mình đây mình sẽ cho nó chạy hai dòng này CF6 này để hiển thị menu. Thì bây giờ khi mà người dùng chọn vào cái lựa chọn số 1 thì mình sẽ phải tiến hành chơi, đúng chưa? Thì ở đây mình sẽ tạo ra cái hàm này, sợ cho bây giờ mình sẽ đổi cái sự lựa chọn số 1 chơi máy khó. Ok, thì là mình sẽ tạo ra cái hàm chơi máy khó chứ nhá. Chơi gọi đi chơi máy khó này. Ok đấy, chơi máy khó thì đầu tiên mình sẽ hiển thị một câu bắt đầu á, mà game đã bắt đầu đi đấy, game đã bắt đầu, nó bắt đầu đấy. Xong rồi mình sẽ tiến hành một cái vòng quay chu, cứ cho quay chu trước cái đã đó. Ok, quay chu thì trong này mình sẽ làm gì? Thì đầu tiên mình sẽ phải hiển thị một cái câu trước đã, đó là system chấm out chấm print, mình sẽ thêm một cái dấu cộng, thêm 5 dấu cộng, và đây là mà mình chỉ là người, mình xin cái chữ lượt của bạn này đấy, lượt của bạn. Thì sau khi nó hiển thị cái chữ lượt của bạn này thì là mình sẽ để cho người dùng nhập vào, đúng không? Người dùng nhập vào cái từ mà người ta muốn chơi chẳng hạn đấy. Đấy, mình ưu tiên cho người ra trước đó. Sau đấy xong thì ở đây mình sẽ khai báo ra một biến là scanner, scanner chấm mình gọi là SN đi, bằng new scanner thôi đấy. À quên, system chấm in đó nhỉ, system chấm in. Ok rồi, xong đấy thì xong, bây giờ mình sẽ nhận cái giá trị mà người ta nhập vào, đúng không? Thì mình sẽ phải khai báo biến cái biến này, string này, từ người chơi nhập đấy, từ người chơi nhập bằng SN chấm like like, ok chấm vậy rồi. Có nghĩa là sau khi một người đã nhập rồi thì chắc gì từ người đã đúng, đúng không? À quên, chết, các bạn nhớ chấm chim cho mình nhá, để nó xóa khoảng cách, nhớ người ta nhập mà hai cái khoảng cách, chắc gì người từ này đã đúng, đúng không? Thì ở trên này nhá, các bạn cho tạo cho mình một cái bộ kiểm tra đấy, mình gọi là BKT. Quay lại kiến thức cũ một chút nhá, thì bộ kiểm tra này nó dùng để làm gì? Thì bộ kiểm kiểm tra này nó dùng để này, nhất này, kiểm tra từ của người chơi xem nó đúng hay chưa đấy, kiểm tra từ người chơi xem đúng chưa, kiểm tra hai từ xem có khớp nhau hay không, và kiểm tra xem từ ấy có phải từ chuẩn hay không, đúng chưa? Thì khi người dùng nhập vào thì ở đây mình sẽ khai báo một biến boolean, từ đúng này, một cái là ESC này, từ đúng bằng, mình sẽ gọi cái biến kiểm tra kia, mình chấm này, kiểm tra từ người chơi và truyền vào cái từ người chơi nhập để kiểm tra xem người chơi đã nhập đúng hay chưa. Đó. Nếu xong rồi đây mình sẽ kiểm tra, nếu như mà người chơi không nhập đúng thì làm sao? Người chơi không nhập đúng có nghĩa là người chơi nhập với từ, ví dụ nhập một từ có 3 từ chẳng hạn đấy, nên là sai rồi, nhập một từ có 1 từ đấy cũng là sai.
Thì sao? Thì bây giờ mình sẽ có hai trường hợp. Nếu như mình nhân nhượng, nếu như mà ok mình vẫn cho người ta nhập lại thì mình sẽ yêu cầu người ta nhập lại, đúng chưa? Còn nếu không thì thôi. Thì ở đây mình sẽ, nếu như sai một lần thì ở đây mình sẽ nhân nhượng cho người ta chẳng hạn. Mình sẽ cho người, mình sẽ thông báo người ta là mình nhập sai một lần rồi, hãy nhập lại đi, được chưa? Thế nên mình sẽ thuê hiển thị này. Vui lòng nhập lại. Ồ, chú V viết hoa đi, chú V viết hoa cho đẹp. Ồ, đấy, vui lòng nhập lại. Đấy, ok chưa? Đấy, xong thì mình sẽ ở đây, mình sẽ copy. Thực ra không phải copy đâu, các bạn copy cái này cho mình, copy cái từ đoạn này thôi nhá. Đấy, copy mình, các bạn paste dưới này để người ta có thể nhập lại, đúng không? Xong mình lại kiểm tra, mà các bạn copy bỏ cái bo lần đi cho mình, các bạn paste xuống đây. Đấy, lần này là người lần thứ hai rồi. Đấy, lần này lần thứ hai rồi các bạn, mà còn sai nữa thì là thôi, gì nữa, cho cơ hội một lần rồi. Thì ở đây mình lại kiểm tra tiếp, nếu như đấy, nếu như mà người ta cố tình nhập sai, mình sẽ xịt tìm chấm out chấm print máy thắng, máy đã thắng đấy. Bạn quá gà. Nó bây giờ test xem cái thằng này có chạy hay không nhá. Đấy, thì mình sẽ run thử nhá. Ở đây mình sẽ không hiển thị cái câu là cho người dùng chọn một nữa, mình sẽ gọi đến cái hàm chơi với máy khó này. Ok chưa? Đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bấm thử này, mình sẽ run lại thử này. Mình sẽ chọn một này. Game đã bắt đầu lượt của bạn. Nên bây giờ ví dụ như là mình nhập sai đi, mình nhập mỗi chữ G. Vui lòng nhập lại, ok chưa? Đấy, nó bắt người ta nhập lại nhá. Đấy, xong rồi là ở đây mình sẽ hiển thị chữ F tiếp này. Máy đã thắng, bạn quá gà, nhưng nó vẫn hiển thị chữ lượt của bạn. Tại sao? Bởi vì ở đây mình chưa bỏ cái lệnh là break, chưa thêm lệnh break là nhập xong là cho lúc này là trò chơi kết thúc rồi, đúng chưa? Ok, đấy xong. Xong đấy, xong thì nếu như trường hợp mà người ta chọn nhập đúng không, mình nhập đúng, người chơi nhập đúng kiểu ký tự rồi, nhập đúng kiểu giá trị rồi, có cái từ là có hai từ rồi, cái từ có hai chữ rồi, thì ở đây mình sẽ lại phải kiểm tra tiếp một lần nữa. Nếu bởi vì cái bộ kiểm tra này nó còn kiểm tra xem từ có chuẩn hay không. Đấy, y từ chuẩn, mà nếu như các bạn đã theo dõi lần trước thì từ chuẩn hiện tại thì mình đã để trong cái bộ này, ok chưa? Đó, từ chuẩn bằng bộ kiểm tra chấm kiểm tra từ chuẩn này. Đấy, và cũng tương tự các bạn giúp mình copy thằng này. Thực ra không nên copy nhỉ, thôi nên gõ tay nhá. Ok, mình kiểm tra nếu có nghĩa lần này nhá, lần này vừa rồi là mình sẽ cho người ta một cơ hội thì người ta nhập lại rồi, nếu người ta cố tình nhập kiểu đẻo, đúng chưa? Nhưng lần này người ta nhập chuẩn rồi thì mình sẽ không cho người ta cơ hội nữa, mình chỉ kiểm tra nếu như từ chuẩn, nếu như mà quên giải thích cho các bạn một xíu, có nghĩa là nếu như mà cái dấu chấm than đây ấy, nó sẽ đồng nghĩa với các việc là các bạn viết nếu kiểm tra từ chuẩn bằng fail. Đấy, sorry các bạn nhé, mình sẽ sửa lại một tí nhá. Đấy, mình sẽ sửa lại một xíu để cho các bạn dễ dễ tiếp thu hơn đấy, bởi vì hồi xưa thực sự là thầy thầy cũng giải thích mấy lần mình mới hiểu ra được cái thằng này đấy bằng fail, ok chưa?
Nếu như từ chuẩn bằng fail thì sao? Thì mình sẽ lại copy thằng này, máy đã thắng, bạn quá gà, máy đã thắng, bạn chưa đủ kiến thức từ điển. Ok, chơi thử nhá. Rồi mình sẽ chọn một này. Lúc bắt đầu mình sẽ nhập vào cái từ bà ABCD. Đấy, chắc chắn là không có rồi. Đấy, máy đã thắng. Bạn chưa đủ kiến thức để kiến thức từ điển. Đó, ok chưa? Đấy. Mình sẽ thêm một cái gì đấy ở đây để cho người chơi biết là game đã bắt, để cho người chơi biết là game bắt đầu với game kết thúc chẳng hạn. Game đã hết, kết thúc. Đúng, ok rồi, xong đâu đấy xong nhá. Thì nếu như mà người ta nhập vào từ chuẩn rồi thì làm gì, thì mình sẽ xử lý tiếp thế này đó. Thì bây giờ nếu như khi người ta nhập vào từ chuẩn rồi đúng không, thì máy sẽ phải đưa ra từ. Máy hiện tại mình chưa có nên đây sẽ tạo ra, mình sẽ tạo ra một cái máy, mình đặt tên là máy này bằng new máy, vì máy này khó, vì máy này là máy thông, vì cấp độ này là cấp độ khó nên mình sẽ để cái máy này với cấp độ là 100. Ok chưa? Đấy, thì ở đây mình sẽ khai báo cái biến string từ của máy. Đấy, từ của máy thì ở đây mình sẽ là ghi ở đây là bằng máy chấm ra từ, truyền vào thì chính là cái từ mà người chơi đã nhập đúng chưa. Đấy, và đây mình sẽ kiểm tra tiếp này, bởi vì máy này chắc chắn sẽ ra từ chuẩn rồi, như là trước mình đã xử lý ở bên kia rồi đấy, cái máy chắc chắn sẽ ra từ chuẩn nên đây mình sẽ chỉ cần kiểm tra xem từ của máy có bằng bằng null hay không. Nếu như bằng bằng null thì sao, thì nghĩa là người chơi đã thắng. Thì ở đây mình sẽ hiển thị ra một câu bạn đã, bạn là super, bạn là vua lối từ đi, vua tứ lồi đi, vua tứ lồi là vua lối từ. Ok, xin cảm ơn, xin cảm ơn vì da đen. Ok, và mình lập tức mình cũng break đó. Rồi sau đấy xong này, sau xong còn eo thì sao? Eo là máy đã đưa ra được từ rồi đấy, máy đã đưa ra được từ rồi thì sao, thì nó vòng lặp lại tiếp tục lại đến lượt của bạn. Và đây nên là eo này sẽ không có ý nghĩa gì cả đúng chưa. Đó, và đây mình sẽ thêm cho nó một cái câu này, thêm cho nó hiển thị cho nó một câu, bây giờ không phải lượt của bạn nữa mà lượt của máy. Đấy, máy nó thông minh hơn mình, thì thực ra nó không phải thông minh đâu, do mình lập trình mà, do mình lập trình nên nó không thể sai đấy. Hiện tại nó không thể sai đấy. Rồi ok, bây giờ mình chơi thử đi. Chờ, chơi cái máy khó này. Mình sẽ bắt đầu. Yêu em chẳng hạn. Máy đã thắng, bạn chưa đủ kiến thức từ điển. À, từ yêu em không có trong từ điển. Quên, mình sẽ cho nó một câu. Mình sẽ cho nó khoảng một câu xuống dòng đây, một câu xuống dòng nữa để cho nó cách ra nhìn cho nó đỡ dối. Ok, thì chơi lại. Em yêu thì sao? Máy đã thắng. Ô, từ em yêu cũng không có trong ấy à? Ok, sorry các bạn. Rồi, để xem bộ từ chuẩn này. Mình sẽ bắt đầu từ
Bộ từ này sẽ không chuẩn lắm đâu, bởi vì bộ từ này mình cũng đi tìm hiểu trên mạng, các bạn hiểu không? Ác là con gà. Ok, mình sẽ cần phải sửa lại một chút. Mình sẽ cần phải sửa lại một chút, bởi vì là nếu như mà chơi theo cái bộ từ này sẽ rất khó. Sẽ khó đúng không? Sẽ rất khó. Nên là ví dụ như mình chơi theo đúng cái bộ từ nhá. Bây giờ ví dụ mình sẽ nhập vào này. Một này. Mình nhập là alao này. Ồ. Alao vẫn sai. À đâu. Phải là á lao. Quên. Lượt của máy, máy không ra từ. Hiện tại máy không ra từ bởi vì sao? Mình quên mất. Mình bị thiếu. Mình bị thiếu ở đây. System.out.println. Mình hiển thị ra cái từ của máy trước. Ok, chơi lại nhé. Mình nhập vào là một này. Á lao đúng không? Lao cải. Cải ngọt. Máy đã thắng, bạn chưa đủ kiến thức về từ điển. Ok, cái này là mình sẽ phải sửa lại một chút về bộ kiểm tra này. Bởi vì nếu như theo bộ kiểm tra này thì không đúng cho lắm. Bộ kiểm tra này theo đúng lắm, bởi vì từ cải ngọt có nghĩa nhưng mà nó không nằm trong bộ từ này. Nên bây giờ thay cái kiểm tra từ chuẩn này, thay vì index of two local cây chấm chim, thì ở đây thay vì thằng này thì thay vì kiểm tra nguyên một từ thì mình sẽ kiểm tra từ cuối cùng thôi. Hơi khó nhỉ. Thay vì kiểm tra như này, đây mình sẽ viết ra một hàm nữa. À, kiểm từ chuẩn thứ hai chẳng hạn đấy, thì ở đây mình sẽ lấy ra cái từ, lấy ra cái từ đầu tiên, từ cuối cùng, mình sẽ kiểm tra các chữ ở trong cái từ này có xuất hiện trong cái bộ từ chuẩn này hay không thôi. Ok chưa? Thì ở đây mình sẽ ghi là S1 chấm bằng S1 chấm, mình sẽ lấy này đầu tiên, à quên, đầu tiên cũng phải chấm to local cây trước. Xong tiếp theo nữa là chấm split dục cách, và mình đang lấy ra vị trí thứ không đó. Và sau đấy ở đây mình sẽ chạy vòng for, các bạn nhấn gõ for xong các bạn kéo xuống chọn này cho mình đấy, thì sẽ chạy ra từ chuẩn này. Và đây mình sẽ kiểm tra if cái string này, mình sẽ đặt này là s đi, s sheet trừ chuẩn đi, và mình sẽ kiểm tra cái từ chuẩn này chấm index of của thằng s1 mà nó lớn hơn không. Thì kết quả chu gì chẳng hạn. Đó, ví dụ nhá, ví dụ. Ok. Bây giờ mình sẽ giải thích qua một chút. Giải thích qua một chút này. Và cái này kết quả đầu tiên ban đầu sẽ phải là bằng fail. Đầu tiên nhá. Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra nếu như mà mình sẽ lấy ra ví dụ từ ở đây nhá. Mình đặt là con gà. Được chưa? Mình sẽ lấy ra cái từ S1 s trừ 1 này, nó sẽ là từ con. Và mình trong cái bộ từ chuẩn này mình sẽ kiểm tra xem có từ nào, mình sẽ chạy vòng for này, mỗi vòng for mình sẽ lấy ra một cái từ ở trong cái nít bộ từ chuẩn đấy, và mình sẽ kiểm tra xem cái từ đấy có xuất hiện cái từ con hay không, lớn hơn hoặc bằng không này. Nếu như mà nó có xuất hiện thì lập tức kết quả sẽ bằng true đó, đúng chưa? Nếu nó có xuất hiện là đúng, và đấy là một cách. Tiếp theo nữa, tiếp đến nữa nhá, tiếp đến nữa này, tiếp đến nữa thì mình sẽ phải tạo ra biến nữa.
Nói biến số 2 là cái từ số 2 ấy. Ví dụ trong trường hợp này này, n s c trừ 2 bằng con này, à bằng con, bằng chữ gà này đấy, và đây là vị trí số 1 đấy chẳng hạn. Và bây giờ mình sẽ phải khai báo một biến nữa, inter kiểm tra hai, kiểm tra hai từ bằng không. Ok, thì bây giờ nếu như mà trường hợp mình sẽ không cho kết quả bằng true nữa, nếu như mà mình kiểm tra thấy trong cái nít từ có xuất hiện từ đầu tiên thì cái biến này mình sẽ cộng cộng, có nghĩa là cộng tăng thêm một đơn vị, và mình sẽ copy y nguyên thằng này đấy, copy y nguyên thằng này, và thay vì kiểm tra từ S1 thì mình kiểm tra từ S2 đấy. Nếu như có xuất hiện từ S2 thì kiểm tra từ cộng cộng tăng đấy, tăng thêm, và sau khi kiểm tra xong thì mình sẽ if nếu như kiểm tra hai từ bằng bằng hai thì kết quả bằng true và ngay lập tức là thoát khỏi vòng lặp. Nghĩa là sao? Khi mà mình phân tích ra cái từ mà người chơi nhập vào ra thành hai cái chữ này, và mỗi lần và khi mình chạy này, nếu như kiểm tra cái chữ đầu tiên có xuất hiện trong này thì cái biến kiểm tra lúc này sẽ tăng lên một đơn vị, có nghĩa lúc này sẽ bằng một, đúng không? Là từ đầu tiên đã xuất hiện rồi nhá. Đấy, xong tiếp đến nữa. Tiếp đến nữa là cái từ số 2 mà cũng xuất hiện trong cái nít bộ tiêu chuẩn này. Cái chữ số 2 xuất hiện trong bộ tiêu chuẩn này thì nó sẽ tăng lên thành hai đơn, tăng thêm một đơn vị nữa. Và đây mình không nên kiểm tra này, mình chỉ nên kiểm tra là lớn hơn hoặc bằng thôi. Lớn hơn bằng 2 thì ngay lập tức kết quả bằng true. Như thế vẫn chưa đúng nhỉ? Xem có đúng không ta? Như thế vẫn trường hợp sai. Như này vẫn có khả năng sai, vẫn khả năng sai. Mình không nên làm như thế này. Ở đây mình sẽ khai báo này, khai báo lên kiểm tra từ một, và biến này cũng sẽ lên biến boolean bằng fail đấy. Và đây mình sẽ copy kiểm tra từ số 2 cũng bằng fail. Thì ở đây nếu như kiểm tra từ một đúng, ngay lập tức cái biến này bằng true đó, và cũng tương tự thằng này, cái biến này cũng bằng true. Đó. Và đây sẽ mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái biến này bằng bằng true, và cái biến này cũng bằng bằng true thì kết quả bằng true, và ngay lập tức break. Nghĩa là sao? Có nghĩa là từ đây là mình sẽ kiểm tra xem là cái chữ con này có xuất hiện trong này rồi thì ngay lập tức cái biến này bằng true, và cái chữ gà này cũng xuất hiện trong này rồi thì ngay lập tức biến này true. Và nếu như hai cái biến này mà đã bằng true rồi thì kết quả sẽ bằng true và break. Ok, bây giờ để chạy thử nhé, để chạy thử xem ok không nhé, thì mình sẽ test thôi. Bây giờ thay vì kiểm tra từ chuẩn thì mình sẽ là kiểm tra từ chuẩn số 2 đó, mình run lại này. Bây giờ mình sẽ nhập là con gà, vừa lên nhập con gà không được nhá, à chết rồi, sorry, mình phải nhập một trước, nhập con gà này. Đấy, đến được của máy là gà ác không? Mình ghi là ác nhân, nhân ái, ái kỷ, kỷ cương, cương cứng. Cương cứng hơi 18 cộng tí, cứng cáp, cáp quang, à quang ấm,
âm 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 thầm bên em thầm kín 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 bưng 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 biển là gì ta, mẹ chơi ác đấy, chơi biển thì biển biển gì nào, biển biệt biển biệt, ui giời ơi, biệt cư, cư chú, chuẩn. Ôi trời, đến sáng mai con máy này khôn quá, ok mình sẽ chấp nhận thua. Đó, bạn là vua tứ nổi, xin cảm ơn vì da đen, máy trả ra nu. Đó, tại sao? Bây giờ đấy, vừa mình xuất hiện thêm một lỗi. Đó là hai cái này nó có một ký tự nhưng mà vẫn đúng. Tại sao? Ok. Tại vì là cái bộ kiểm tra từ chuẩn này của mình này vẫn chưa chuẩn lắm nhá. Đấy, vẫn chưa chuẩn cho lắm. Nên là bây giờ mình phải check lại thêm một xíu nữa. Đó. Bây giờ các bạn cộng cho mình thêm một dấu cách ở trong cái thằng này, có nghĩa là kiểm tra xem từ này xuất hiện ở đầu tiên nó lớn hơn bằng không, hoặc là cũng là cái từ này nhưng mà dấu cách ở vị trí trước. Như thế này thì để tránh cái trường hợp một từ này, bởi vì ví dụ như nó sẽ kiểm tra từ T thôi, nhưng mà từ T xuất hiện trong một cái vần nào đấy có chữ T chẳng hạn, nó vẫn đúng, nó vẫn đúng. Như thế là đây, ví dụ như kiểu qua mất rồi, ví dụ như kiểu là từ, ví dụ từ thu chẳng hạn, thì chữ T xuất hiện đầu tiên nó vẫn đúng, nên là không không được phép như thế. Nên là mình phải kiểm tra thêm cái cộng này nữa. Đó. Và tương tự với cái thằng từ số 2, mình cũng phải kiểm tra như vậy nhá. Mình sẽ cộng cho nó thêm một cái chuỗi đầu này, một cộng thêm cho một cái chuỗi ở trước này, à cuối mới đầu này. Đấy, bây giờ mình run thử lại này. Bây giờ mình cũng nhập này, và mình nhập thử luôn nhá. T T được của máy nun. Ồ, nó vẫn hợp lý. Nên là kiểm tra này có vấn đề. Nên là mình phải làm kiểu khác thôi. Chứ nếu như mà làm kiểu này thì vẫn đúng, thế này thì không 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 lên. Đấy. Ok. Rồi mình sẽ sửa lại, phải mình sẽ sửa lại cái bộ kiểm tra từ này một chút nhé. Thì bây giờ thay vì tạo bộ từ này, mình xin phép mình copy, ok chưa? Mình sẽ copy, và lần này thì sẽ là tạo bộ từ hai đó, và cái bộ từ chuẩn này mình sẽ chuyển thành bộ từ chuẩn hai, và cái kiểu trong này string kiểu của nó sẽ không phải array nữa, mà nó sẽ là một dạng hashmap, hashmap string giải qua. À, từ từ mình gõ xong nhé, xong mình sẽ giải thích qua cho các bạn hãy biết hashmap là gì nhé. Ok, string string có gì sai à? À, thiếu dấu ngoặc, quét. Ok, giải qua một chút, giải qua một chút, giải thích một chút cho các bạn hiểu hashmap nghĩa gì. Hashmap thực chất nó cũng là một cái mảng, nhưng mà nó được đánh số thứ tự. Như kiểu là
ở trong lớp các bạn ấy, ví dụ ở trong lớp chẳng hạn, thì ở trong lớp các bạn thì các bạn được đặt đặt với một cách là kiểu một cái biệt hiệu chẳng hạn đấy, ví dụ như mình là Du chẳng hạn đấy, thì đặt với một biệt hiệu. Thì hồi xưa hồi cấp ba mình hay được gọi là Juliet đấy, thì mỗi lần gọi là Juliet thì là sẽ người ta sẽ, thì mình ví dụ cô giáo gọi Juliet chẳng hạn thì mình sẽ ra đấy. Thì Hamap cũng hoạt động như kiểu vậy, ví dụ như là mình sẽ là Juliet này, Juliet thì mỗi lần gọi Juliet thì sẽ phải xuất hiện cái thằng Du đấy, và nó sẽ lưu hai thằng này, nó sẽ lưu hai thằng này thành một phần tử trong cái bộ từ chuẩn này, bởi vì mình ở lấy khai báo ở đây là string này. Thì ở đây mình sẽ lưu hai cái đấy. Sorry nhá, sorry mình không 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 giỏi, mình không biết giải thích cái Hmap này nào cho các bạn hiểu, nhưng các bạn hiểu là cứ hiểu là Hmap sẽ lưu một cái object dưới dạng key và value đấy. Key value, key nghĩa là gì? Key nghĩa là cái ký hiệu đấy, như kiểu tên của mình là Juliet, như kiểu cái biệt hiệu của mình ấy là Juliet này. Còn value, value nghĩa là gì? Value nghĩa là cái giá trị của cái key đấy, cái giá trị đấy, ví dụ như trong trường hợp này là thằng Du hả đấy, và ở trong lớp ví dụ có thằng Du thứ hai đấy, thứ hai thì ở đây mình sẽ gọi là thẩm du đấy, thẩm du chẳng hạn đấy, thì thằng du này không phải du số nhất mà thằng du này du số 2 đấy, thì nó sẽ được lưu vào cái thằng này bộ tiêu chuẩn 2. Và đây mình sẽ cũng kiểm tra xem cái thằng này có lớn không, sai có bằng không không, nếu không thì mình sẽ tiến hành mình tạo dữ liệu cho nó. Ok, nhưng mà thay nhưng đến lúc đoạn này thì mình sẽ phải khai báo cái lúc mà đọc theo dòng nhá, và đến lúc phân tích dòng này, đây đoạn này đoạn phân tích dòng này, thì mình sẽ khai báo một cái ARR, một cái mảng ARR bằng S chấm split vị trí dấu cách. Đó, ok chưa? Thì ở đây mình sẽ gọi bộ từ chuẩn số 2 chấm put key, ở đây nghĩa là cái ARR số 1 và số 0, dữ liệu sẽ là một dấu cách thường thôi chẳng hạn đấy, và put tiếp cái thằng số 2 này. Thì ở đây sẽ hoạt động như nào? Ví dụ như cái từ ở đây nó sẽ là từ con kẹt, và thì ở đây dòng này nó sẽ sau khi chạy đến dòng này nó sẽ thêm vào cái bộ từ chuẩn thứ hai một cái key là con với value là một dấu cách đấy, và còn chạy xong thằng này tiếp thì nó sẽ thêm vào một chữ kẹt với value cũng là một dấu cách đấy. Và khi mà chạy đến dòng tiếp theo nhé, nó cũng xuất hiện một cái từ khác con cu đấy chẳng hạn, thì ở đây nó cũng sẽ thêm một cái value là thêm một cái key là con và thêm một dấu cách, nhưng trước đấy đã xuất hiện cái thằng value tên là con rồi, cái thằng key tên là con rồi, nên nó sẽ không thế này không thêm nữa, có nghĩa là cái chữ con trong này khi một khi đã thêm vào đây lần đầu tiên thì nó sẽ là độc nhất đấy, độc nhất vô nhị, nó sẽ không có từ con số 2 đó đấy, các bạn lúc nào các bạn sẽ hiểu là như thế nhé đấy. Và đây mình sẽ tạo một tính số 2, và đến bước này thì đến bước này nhá, mình vẫn băm ra thành hai cái từ thành hai chữ nhá, và ở đây mình sẽ kiểm tra này, nếu nếu như mình gọi cái bộ từ số 2 này, bộ từ chuẩn 2 này chấm get value là sc1 đi mà khác null, đấy, khác null, và
bộ tiêu chuẩn 2 chấm GS S2 khác luôn thì sao? Thì kết quả sẽ bằng chu. Đó, kết quả bằng chu. Và mình sẽ xóa toàn bộ đi và mình sẽ giải thích cho bạn nhé. Để cho bạn một chút nhé. Bởi vì nhá. Bởi vì ở đây mình đã thêm những cái từ con này. Với cái dữ liệu là rỗng, với cái dữ liệu là một chuỗi rỗng nhưng nó không phải là luôn, đúng không? Nên là khi ở đây mình kiểm tra, ví dụ cái từ con này vào kiểm tra nó lấy cái hàm get này, nó sẽ dựa theo cái key mà các bạn truyền vào và trả ra cái value. Key là cái gì? Key là cái này, cái đầu tiên. Value là cái số 2. Đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy ra cái key đầu tiên. Ví dụ key đầu tiên là chữ con gà này. Key đầu tiên S1. Thì nó sẽ ra một cái chuỗi là chuỗi một chuỗi rỗng như thế này. Đó, một chuỗi rỗng như thế này. Đấy. Còn nếu như mình nhập não như chữ T chẳng hạn, nó không, ví dụ không có từ là tên T đúng không, thì nó chắc chắn nó sẽ trả ra là null, đúng chưa? Bây giờ chạy thử nhá, xem chuẩn chưa nhá. Ok chưa? Ví dụ đầu tiên mình nhập một này, nhập T cách T lỗi. Ok, sẽ có lỗi, có lỗi thì mình phải sửa thôi. Bộ kiểm tra nó đang báo lỗi đoạn này. À quên, sorry, cái này là số 1 nhá. Sorry các bạn, không phải số 2 đâu. Sorry, mình có nhầm đấy. Ok, chạy này, vui nhầm lựa chọn này. Nhầm 1 T, cách T. Ủa, vẫn sai. Anh cho là số panit. Array index 1. Có gì sai sai. Ok, mình sẽ đặt, mình sẽ hiển thị xem cái chữ SC này nó là chữ gì mà nó bị lỗi. Một này, T T chơi cách mình sẽ đặt lên thêm cái lệnh break. Wow, có từ gì mà lỗi vậy ta? Có một từ, có chỉ một chữ C thôi, chỉ có một từ, có một chữ C duy nhất. Thì nó mình kiểm tra này. Có từ nào có một chữ C à? Khó tìm quá. Ok rồi, ở đây mình sẽ thêm một cái nữa. Ở đây mình sẽ thêm một điều kiện nữa, nếu ar chấm len bằng bằng 2 đấy, có nghĩa là nó phải là từ có 2 chữ trở lên thì mới tiến hành thêm. Ok, sorry các bạn nhé, cái từ chuẩn này là mình đi sưu tầm đấy, thực chất là mình bảo chat GPT nó gen hộ mình, nhưng mà có vẻ như là ở cái thời điểm mình đang quay video này nó vẫn chưa đủ độ chín. Ok, chạy lại này. Rồi bây giờ mình sẽ nhập thử này. Một này, T cách T được gọi là null, nó vẫn hợp lý. Tại sao tại sao lại vẫn hợp lý? Thì mình sẽ chạy debug để mình xem thử. Mình run nó ở trên chỗ debug này. Mua nhầm lựa chọn, mình nhầm một này. T cách T. Rồi vào đây. Cái từ đầu tiên S1 đây vẫn là T này, S2 là T này. Bộ từ chuẩn. Ủa, na rỗng.
nghĩa có từ TT á. Thật á? Có từ TT. Mình phải kiểm tra mới được. Chết rồi. Con ChatGPT này nó kiểu sẽ bị làm sao rồi. Tại sao lại có từ T? Ok. Thế này thì không ổn rồi. ChatGPT ơi, mày giết đi. Ok, mình lại phải sửa lại tiếp rồi. Trời ơi, mình lại phải sửa lại kiểu gì ta? Tại sao lại có từ T? Ok, mình xin phép dùng mình dùng Visual để mình kiểm tra cho chắc. Phần T. Ui, tay T có thật à? Thế là không phải mình, không phải đâu. Bài T, mình xin phép mình xóa từ bài T đi nhá, cho đỡ nỗi nhá. Hiện tại có khả năng sẽ rất nhiều từ nỗi, mong các bạn thông cảm cho mình nhá. Rồi, bây giờ mình bấm run lại này. Có chết đây, run debug. Sorry, run đây. Một T, cách T. Máy đã thắng, bạn chưa đủ kiến thức đi điển. Đó, bây giờ mới đúng này. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì đến để cải tiến thêm một chút nhé. Để cải tiến thêm một chút. Ừ. Bây giờ mình muốn chơi máy dễ. Đó, mình muốn chơi máy dễ. Đấy, thì ở đây mình sẽ thêm một lựa chọn nữa. Đó là số 3 hả? Máy dễ. Máy vừa đi, hiện tại máy vừa đi. Là mình sẽ ghi số 3. Chưa? Và đây. Và quay lại cái chỗ người dùng chọn hàm người dùng chọn này. Các bạn copy cho mình thêm thằng này. Nên các bạn nhìn có mình copy xong bạn ở chỗ chuột với để chuột lên nhá, các bạn paste cho mình. Người dùng chọn máy vừa. Đấy, thêm một lựa chọn nữa là người dùng chọn máy vừa. Và đây. Tương tự như thế. Các bạn copy cho mình. Các bạn paste vào. Và đây là người dùng chọn máy vừa. Đấy. Ok, mình sẽ xóa cái sheet từ mình đi. Và bây giờ mình sẽ xử lý bằng cách nào? Bây giờ mình sẽ copy thằng này. Đấy. Copy này mình paste xuống đây. Đấy. Và thay vì chọn máy khó thì mình sẽ sửa tên thành hàm là chọn máy vừa. Và độ 100, độ thông minh của máy 100 chẳng hạn thì mình sẽ giảm xuống thành 50. Đấy. Ok. Đấy thì là mình đã có thêm một lựa chọn nữa là chơi với máy vừa. Đó. Máy vừa trông thôi, máy vừa cũng thông minh lắm đấy. Và mình sẽ thêm một lựa chọn nữa là chơi với máy dễ. Là số 4. Đây mình copy này. Paste xuống đây này. Chơi với máy dễ này. Xóa này đi đã. Và đây số lựa chọn chung lúc chỗ lựa chọn người chơi mình cũng copy paste tiếp. Rồi này là chọn chơi với máy dễ. Đấy. Rồi và ở đây thì mình lại copy tiếp thằng này vừa có máy vừa nữa thì bây giờ mình thêm một hàm nữa chơi máy dễ và mình giảm cái độ thông minh của nó đi đấy chơi máy dễ mình giảm độ thông minh đi mình cho nó là 5 đấy, 5 thôi chẳng hạn 5 mà ok nhá 5 là rất dễ rồi đấy nhá thì ở đây mình sẽ là chơi với máy dễ. Đấy, và lúc hiện menu mình sẽ thêm những lựa chọn nữa. Một là chơi máy khó này. Ba là chơi máy vừa này. Bốn là chơi máy dễ này. Ở đây là chơi với máy vừa này. Ừ, chơi máy dễ. Ok. Rồi, mình sẽ chạy thử nhá.
Xịt F6 à? Mình ok chết nỗi à? Chơi à, chơi máy dễ thôi, không phải chơi với máy dễ, sorry các bạn. Mình lại đang cốt hàng quá đấy, quên đấy. Ok. Xịt F6 là 1 2 3 4, ta sẽ thử số 4 trước. Ok, lượt của bạn đúng không? Em yêu. Nhưng mà chắc chắn là được. Nụ. Ủa, con máy này dễ thế à? Con máy nó dễ quá đấy, dễ quá đấy. Dễ quá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ sửa xem là một. Mình sẽ sửa lại một chút cho nó hợp lý. Ở đây mình sẽ ghi lại eo. Với trường hợp của máy này, lượt của máy. Ừ, thôi không cần đâu, mình không cần đâu. Nghĩa là để như này mình thấy là hợp lý rồi. Sorry các bạn nhé. Ok, mình chạy lại này. Bây giờ mình sẽ chơi với máy vừa đi. Mình nhập vào số 3 này. Lượt của bạn em yêu. Yêu xấu. Dấu diếm giấy. Rồi rồi, máy vừa chơi với máy vừa không ấy. Ví dụ bây giờ làm lại, mình chơi với máy khó này, cũng thử em yêu, nó sẽ ra từ yêu xấu, yêu cầu à? Trời ác thế. Cầu cầu mơ. Mơ hồ. Hồ. Hồ nước. Nước ăn. Ăn năn. Năn là này nữa. Năn bánh. Bánh xe. Xe ben. Ben 10. Ừ, máy đã thắng, bạn chưa đủ kiến thức lưu điển. Sorry, xong. Đó, thì mình đã kết thúc được 4 video rồi đúng không? 4 video rồi thì đây cũng là, đây sẽ là một cái project nhỏ thôi. Nó sẽ là một cái project nhỏ, nó sẽ giúp các bạn hoàn thiện được cái nhiều, khá nhiều kỹ năng này. Như kiểu kỹ năng về các bạn biết một chút về, các bạn biết một chút kiến thức về kiểu là máy chẳng hạn. Ừ, cũng không biết các bạn biết kiến thức gì, có thể các bạn sẽ nhận được nhiều kiến thức, cũng có thể các bạn không được nhận được gì sau khi học xong bài này, nhưng ít ra cũng là một cái project nhỏ nhỏ để cho các bạn có thể đi flex với bạn bè đó. Thì video của mình xin được dừng lại đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ. Nếu như các bạn thích những cái video dạng như kiểu này, sẽ làm game đơn giản trên NetBeans nhá, trên NetBeans dạng này, thì mình sẽ, các bạn thể comment xuống bên dưới để tạo ra ý tưởng cho mình. Đấy, thì không phải tạo ra ý tưởng mà gửi ý tưởng cho mình, mà mình có thể làm và giải thích cho các bạn để các bạn có thể làm ra được những game như thế chẳng hạn. Đó, thì project này thì mình xin phép là mình sẽ mình thực sự là mình muốn các bạn tự gõ hơn, tự code hơn. Đấy, tự code hơn, chứ các bạn copy paste thì nó hơi thụ động ấy, nó sẽ khiến các bạn bị thụ động đi ấy. Hồi xưa mình cũng bị thế, nhưng mà mình vẫn sẽ đẩy đẩy cái project này lên Git để các bạn có thể tham khảo. Ok, video của mình xin được chính thức dừng lại đây. Chúc các bạn học một trình vui vẻ. Da 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 da.